Từ đầu năm đến nay, huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi chưa có đợt mưa nào. Hàng nghìn giếng nước trên đảo đang cạn khô, nước ngầm tụt giảm, trong khi giải pháp tìm kiếm nguồn nước ngọt khác chưa thực sự bền vững. Theo kết quả đo đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, liên tục 3 tháng trên đảo không có mưa, cộng thêm đang bước vào mùa khô nên mực nước ngầm trên đảo khó có thể đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt. Cùng với việc sụt giảm mạch nước ngầm, tình trạng xâm nhập mặn trên địa bàn đang diễn ra nghiêm trọng. Cụ thể ở xã An Vĩnh, ranh giới xâm nhập mặn vào sâu từ 300 đến 500 mét so với mép nước biển. Ở xã An Bình vào sâu từ 100 đến 200 mét và xã An Hải là từ 50 tới 100 mét, nhất là ở khu vực đảo bé, tình trạng thiếu nước đã diễn ra. Toàn huyện Lý Sơn có hơn 2.000 giếng nước đều trong tình trạng cạn rất nhanh. Do nguồn nước ngọt cạn kiệt nên nước mặn xâm nhập, ảnh hưởng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, diễn biến khí hậu, thời tiết bất thường, lượng mưa ít dần cũng đẩy hòn đảo này vào cảnh kiệt nước ngầm.